I'm rich. Hello everybody. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game. Đó là Barbie quần anh truyện. Bản này phi cũng không có cái gì nhiều, với ít rồi các bạn ơi. Chủ yếu là giới thiệu đến các bạn để cho nhiều bạn hổm rày hỏi mình quá trời mà mình không có game. Đi vô không được bay. Rồi vô được bay. Vô khó khăn quá. Bản này thì lỗi hứa chữ hay gì nữa đó, quên bà nữa rồi. Nghe đâu là có bản này nó có tướng ma đó, nhưng mà chắc ăn không nổi tướng ma đâu các bạn ơi. Hứa chữ với hàng cái với gì á. Để chọn nam đi. Để mình lướt qua cái này cho các bạn ha. Tại cái phần này chắc nó cũng không có nhiều bạn đã biết rồi. Đây, quà dược mỗi ải nè các bạn. Được 10.000 kim nguyên bảo, 3.000 kim nguyên bảo, 10.000, 30.000, 60.000, là tổng cộng là 100.000. Ok. Thật sự là lâu lắm mà mình mới giới thiệu lại một con game quần anh truyện ha. Tại vì lâu rồi không có ai mở cái con này hết. Nhiều khi nghĩ cũng hơi buồn. Quần anh truyện mà ghét rồi không ai thèm mở luôn. Mình nghĩ là chắc nó ít người chơi quá hay gì. Rồi chưa xong cái hướng dẫn luôn á trời, lâu vãi. Nhìn cái này là chắc đúng rồi, cái này có bị lỗi động trác nữa nha. Lì quá, động trác hư. Rồi hai thằng kia hư nữa. Server cũng hơi chán ha. Rồi, bây giờ chúng ta ra lướt một vòng xem
có gì không? Vào online cũng không có gì, không có gì luôn. Kim Nguyên Bảo nhận ở đây mỗi ngày cũng được nhiều lắm nha các bạn nha, quá trời cũng được, nãy giờ cũng 400.000 rồi ha. Này là VIP phúc lợi nè, đó VIP này là toàn dân được hưởng nè. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi nhận Kim Nguyên Bảo ha. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn là nhận mã code ha. Rồi ở đây chúng ta nhập cái ID nhân vật của mình, là bấm vào cái nhân vật là sẽ thấy ID nha. Ở đây là 1303, ở dưới là nhân vật là cả nhà. Rồi server 4 Triệu Vân. Rồi ở đây chúng ta có mã code ha. Ở đây là ID đó. Chúng ta sẽ kéo qua ở trên góc nè, đó, có chữ fix code, bấm vào đó. Quần gì quên rồi, quần anh phải không, quần anh 3 quy rồi, nhầm rồi, quy tân thủ đúng không? À quên, mình là người nhập mà. Quên, sorry các bạn. Rồi, quần anh ba quy tân thủ, ok, nhận. Rồi, nhận mã code thành công ha. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại game ha. Quay lại game. Đây, cho con tin tức đã có rồi nè. Đó, 1 tỷ Kim Nguyên Bảo và bao nhiêu vậy? 150.000 ngọc. Hồng ngọc. Ủa, hồng ngọc mà 150.000 xài gì trời? Ủa, sao nói nhận là lên VIP mà ta? Ơi vậy chạy đang level 7 đúng không? Bây giờ mình chạy tiếp đi, chạy tiếp nhiệm vụ cho nó lên level 10 đi. Đâu rồi, bây giờ có ngọc có đồ rồi, bây giờ chúng ta quét 10 lần chưa được nữa hả? Đang đánh thì nó bị đá ra ha. Phải. Giờ vô đánh tiếp. Tăng sao tướng đến cấp. Mình nghĩ sao mình có tiền rồi mình không chịu ra mình mở một con tướng ta, đánh cho nó lẹ. Đó, ít ra cũng hàng điền gì đó, tá điền hàng gì đó. Đó, được một con tím. Kệ nó, có còn hơn không, nhét vô cái đội hình đó. À,
thằng Điển Vi chứ không phải thằng Tá Điền. Bên nó có tướng, bên mình không có tướng ha. Dứt liền. Chính nè, thêm một cấp nữa nè. Ráng lên cấp 10 nha các bạn. Cho Kim Nguyên Bảo như đó thì anh em auto cũng được ha. Nói chung là auto cũng mỗi tay, chơi cũng được, trải nghiệm cũng được. Rồi cấp 10 ra nhận, nhận gì đây? Đó, A-step, kinh nghiệm VIP. Đó, đã lên VIP, VIP 15 nha. Đó, rồi bây giờ đi một vòng thêm lụm không được gì hết vậy. Ủa cái này lụm sao? Đi ra đi chứ. Đây, quà đăng nhập Kim Nguyên Bảo quá trời đây nè. Quà tăng cấp này nọ. Đây, đổi tướng VIP nè. Ở đây là có đổi mảnh lữ bố ha. Ở đây là thí nghiệm mã một hào gì đó. Thí nghiệm mã hai hào gì đó. Còn đây là Triệu Vân ha. Để lượm em Triệu Vân xem. Tự hỏi cái này là cái gì đây? À, này là mở ngẫu nhiên. Phải. À, xài Kim Nguyên Bảo được tặng thêm này nè.
Đây qua VIP. Mấy cái này thì mình không có cần mà phải hướng dẫn rồi ha. Đó, đây là VIP. Qua nạp đầu nạp được không? Rồi quà nạp đầu ăn không được ha. Ở đây là có mảnh tư mã ý. Rồi nhét hàng này vô trận thôi coi. Đổi thêm hai hàng nữa coi. Rồi vô dứt nè, hỏi nâng gì hết, vô dứt cái nè. Lý điển lao phát một đó, thấy không? Rồi, bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn ha. Thì giới thiệu xong con game rồi, việc còn lại là các bạn vào thưởng thức thôi. Bye bye, chúc các bạn chơi game vui vẻ. Nhớ like và share video ủng hộ mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ha. Rồi đăng ký rồi thì like và share con video giúp mình ha. Bye bye, chúc các bạn chơi game vui vẻ.